Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống, từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video hay và thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Một mùa giải mới lại khởi tranh và những trận cầu hấp dẫn ở các giải đấu lớn vẫn thu hút khán giả bằng những pha bóng, những bàn thắng tuyệt đẹp. Dù là những trận đấu đầu tiên nhưng vẫn không thiếu sự sôi nổi, hừng hực năng lượng từ phía các cầu thủ cũng như người hâm mộ. Và sau đây hãy cùng chúng tôi điểm qua những pha xử lý và những siêu phẩm bàn thắng đầy ấn tượng của các ngôi sao sân cỏ. Ở trận đấu với Alaves, Eden Hazard rất nỗ lực chứng minh mình không phải là bản hợp đồng bỏ đi và anh đã thành công rực rỡ. Ngoài pha ghi bàn điệu nghệ bằng chân trái, cầu thủ chạy cánh người Bỉ còn có pha giật gót ngẫu hứng kiến tạo cho Benzema ghi bàn. Tại vòng 1 ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022, Chelsea được thi đấu trên sân nhà tiếp Crystal Palace. Phút 27, The Blues có bàn thắng mở tỷ số từ một pha bóng cố định. Đội nhà được hưởng quả đá phạt gần khu cấm địa và check về cánh phải theo hướng tấn công. Hậu vệ Marcos Alonso bước lên chấm đá phạt. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã vẽ nên đường cong hoàn hảo, găm bóng vào lưới trong sự bất lực của đồng hương Guaita. Ở trận đầu tiên trên sân nhà mùa 2021-2022, PSG đã chiêu đãi người hâm mộ 90 phút sôi động với 6 bàn thắng được ghi. 4 trong số đó thuộc về chủ nhà. Ngoài việc ghi dấu một bàn thắng, Kylian Mbappe còn có pha kiến tạo siêu đẳng. Ở tình huống này, Mbappe đưa xuống đáy biên rồi căng ngang cho Pablo Sarabia dứt điểm cận thành hạ gục hàng thủ đội khách. Atletico Madrid đã có được chiến thắng trên sân của đối thủ khó chơi Celta Vigo và trong trận này, Angel Correa đã tỏa sáng rực rỡ. Phút 64, Correa đón đường chuyền của Saúl Niguez, tung cú sút chéo góc tung lưới Celta Vigo. Đây là pha lập công giúp cầu thủ người Argentina hoàn thành cú đúp trong trận đấu. Andreas Pereira đã ghi một bàn thắng tuyệt vời trong trận hòa trước mùa giải của Manchester United với Brentford. Cầu thủ tài năng người Thụy Điển sau đường chuyền của Aaron Wan-Bissaka đã có một pha xử lý rất hay khi anh tung cú volley chân phải đưa bóng vào lưới từ ngoài vòng cấm. Ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Gianluigi Buffon đã chia tay Juventus để trở lại khoác áo câu lạc bộ cũ Parma. Ở tuổi 43, Buffon vẫn cho thấy những pha cản phá cực kỳ đẳng cấp. Trong trận giao hữu giữa Parma và Sassuolo vừa qua, Buffon đã có không ít tình huống cứu thua không tưởng khiến đối thủ phải ngao ngán thất vọng. Và đây là một trong số đó. I'm free, I am where I wanna be.
Tottenham cho thấy họ là một ứng cử viên nặng ký tranh ngôi vô địch mùa này. Dù không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Harry Kane, nhưng Son Heung-min đã làm tốt vai trò làm bàn mà Harry Kane để lại. Siêu sao người Hàn Quốc khiến ông thầy mới nở mặt bằng pha dứt điểm hiểm hóc và đẳng cấp vào lưới Man City đầu hiệp 2, giúp Tottenham mang về 3 điểm trong ngày ra quân mùa giải mới. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của gà trống. PSV Eindhoven đã giành được Johan Cruyff Shield từ mùa thứ hai trong lịch sử của mình sau khi đánh bại kinh địch Ajax với tỷ số 4-0. Hai trong bốn bàn thắng trận đấu này được ghi bởi cầu thủ 19 tuổi Noni Madueke. Pha lập công đầu tiên ở phút thứ ba, Madueke đã nhận bóng bên cánh phải. Sau đó anh dẫn bóng vào trong, vượt qua được Nicolas Taliafico và Lisandro Martinez. Madueke sút bóng chìm vào góc gần. Và đến giữa hiệp 1, Madueke một lần nữa mang về bàn thắng cho PSV. Đã khởi đầu tưng bừng trong trận giao hữu với Everton bằng 4 bàn không gỡ, trong đó phải kể đến pha lập công của Bruno Fernandes. Phút 34, cơ hội đá phạt trực tiếp từ một vị trí thuận lợi và cầu thủ người Bồ đã tận dụng thành công cơ hội này với một cú đá phạt chuẩn xác vào nóc lưới, khiến Pickford bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. Leeds United đã để thua MU 1-5 trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của đội khách thực sự ấn tượng. Cú sút xa thành bàn đầy hiểm hóc là của Aileen, một pha ra chân ấn tượng đánh bại hoàn toàn De Gea trong khung gỗ. Dù vừa dự cả Euro 2020 lẫn Olympic Tokyo 2021, tiền đạo Mikel Oyarzabal vẫn không cho thấy dấu hiệu đuối sức. Ngôi sao người Tây Ban Nha tiếp tục là đầu tàu của Sociedad trong cuộc tiếp đón Barca. Phút 85, chính cầu thủ sinh năm 1997 là người có bàn gỡ 1-2. Đó là một siêu phẩm tuyệt vời từ một pha xuất phạt khi bóng găm thẳng vào góc chết. Bàn thắng duy nhất của CK ở phút 45 đã đánh bại PSG ở trận tranh siêu cúp Pháp. Đó là cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm. Bóng găm vào góc cao khung thành PSG trong sự bất lực của thủ môn Kylian Navas. Và bàn thắng duy nhất này cũng đã mang về phòng truyền thống của Linh thêm một danh hiệu. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng chủ sân Pierre Mauroy được nâng cao Trophy des Champions. Vừa rồi là những bàn thắng và pha bóng ấn tượng của mùa giải mới. Đừng quên nhấn subscribe để đón xem những video mới hay hơn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.